Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo từ công ty Princess Lifestyle với anh John Tạ Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Xin chào anh John, chào Lưu Mỹ Linh. John Tạ xin kính chào quý vị khán giả của đài, xin chào hai em ạ. Dạ vâng, xin kính chào quý vị, chào anh John, chào anh Khanh. Vâng thưa quý vị, trước tiên hết thì chúng tôi lại một lần nữa thông báo đến quý vị là chương trình sổ số năm nay sẽ được thực hiện vào ngày Chủ nhật lúc 11 giờ sáng, Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023, Chủ nhật mùng 8 tháng 1 2023 lúc 11 giờ sáng và sẽ được phát hình trên Leader Sài Gòn TV với nhiều giải thưởng có giá trị. Từ đây cho đến ngày mùng 8 tháng 1 thì xin quý vị nếu mà còn giữ vé số thì gửi về cho các đại lý hoặc là công ty càng sớm càng tốt để mà kịp cho cái kỳ sổ số năm nay. Rồi bây giờ Lưu Mỹ Linh cũng sẽ nhắc lại cái chương trình sổ số năm tới luôn, rồi bắt đầu chúng ta sẽ nói qua cái kế hoạch năm mới của công ty như thế nào. Dạ vâng, chương trình sổ số cho năm tới thưa quý vị, ngoài chiếc nhẫn hột xoàn 2 carat, tức là một hột xoàn và nhẫn luôn thưa quý vị, thì chúng ta sẽ có những cái món quà đặc biệt khác nữa mà chỉ có năm tới này chúng ta sẽ được khám phá ra, đó là quý vị sẽ được tặng 2 tấm vé, tức là vé để đi máy bay á. Quý vị có thể đi, tức là 2 tấm vé, mỗi một tấm vé trị giá là 1.000 Mỹ Kim, tức là 2 tấm vé máy bay trị giá tổng cộng là 2.000 Mỹ Kim. Quý vị có thể chọn lựa để đi Việt Nam vào cái dịp mà quý vị mong muốn, có thể đi chung với gia đình người thân của mình, vợ chồng hay là cha mẹ con cái vân vân thưa quý vị. Thì như vậy là bên cạnh cái nhẫn hột xoàn á, 2 carat thì chúng ta lại được 2 tấm vé đi Việt Nam, mỗi một tấm vé trị giá là 1.000 Mỹ Kim, tức là chúng ta được 2.000 Mỹ Kim. Rồi bên cạnh đó chúng ta có những cái giải thưởng nó nhỏ so với hai cái giải kia nhưng mà nó cũng lớn lắm, tức là từ 100-200 đồng trở lên. Thành ra là thưa quý vị, năm tới sẽ là một năm rất là, phải nói là đầy là hào hứng. Cho nên đây cũng là cơ hội để chúng ta mua ngay những sản phẩm từ bây giờ để chúng ta tích lũy những cái tấm vé số cho mình. Và sau đó thì chúng ta tham gia vào chương trình sổ số sẽ được sổ vào cuối năm 2023 với những cái giá trị như vừa nêu. Còn cuối năm nay đó, tức là trước Tết Nguyên Đán thì chúng ta có chương trình sổ số đã được định sẵn rồi cho năm 2022 hả anh? 2023. Dạ yeah. Vâng. Thì nói tóm lại thưa quý vị, năm 2023 thì chương trình sổ số sẽ được sổ số ngày 8 tháng 1 với những giải thưởng có giá trị, những coupon từ 100 đến 500 đồng. Qua năm 2024 thì chương trình sổ số là một chiếc nhẫn hột xoàn và cũng như là hai cái vé máy bay, mỗi vé máy bay trị giá là 1.000 đồng, đó là năm 2024. Năm 2023 thì xin nhắc lại là chương trình sổ số vào ngày Chủ nhật là lúc 11 giờ sáng tại trụ sở của công ty, ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Thì thưa quý vị, năm mới, cơ hội mới, công ty có một cái chương trình nó gọi là OEM, tức là giúp cho quý vị có thể làm business tự mình. Công ty có rất là nhiều những cái công thức thuốc giá trị mà khi quý vị muốn order thuốc công ty cũng sẽ giúp cho quý vị làm label, đóng chai vân vân, và cái label chính là tên quý vị chọn lựa. Đó, thì nhiều khi quý vị, chúng tôi biết rằng quý vị muốn làm một cái business nhỏ nào lắm, muốn làm về dược thảo lắm, nhưng mà quý vị biết rằng là làm về vấn đề dược thảo phải có một cái kinh nghiệm bề dày, thì công ty sẽ đứng ra hỗ trợ cho quý vị từ việc mà cung cấp cái formula quý vị muốn, cho đến cái việc đóng chai rồi bao bì vân vân, mọi thứ công ty sẽ giúp cho quý vị để mà mình có thể tự làm label của chính mình và cũng như là bắt đầu hoạt động kinh doanh cho năm mới. Cái đó là một. Vấn đề thứ hai nữa, thưa quý vị, kinh tế bây giờ thì phát triển là toàn cầu, mọi người khắp mọi nơi đều có thể tham gia được hết. Một cái chương trình nó gọi là Share, anh John sẽ chia sẻ sau đây, mà quý vị không phải chỉ ở Hoa Kỳ, Việt Nam mà khắp mọi nơi đều có thể tham gia để mà chúng ta cùng nhau phát triển sinh lợi. Xin mời anh. Vâng, và cái thưa quý vị, là cái Share là cái gì? Bây giờ sự mà bây giờ tất cả cái gì là cũng vô internet rồi, computer rồi đó. Bây giờ thì công ty muốn khai thác mà cái thị trường rộng hơn, và đây cũng là một cái cơ hội để dành cho mọi người. Công ty Princess Lifestyle là sẽ tạo một cái cơ hội để cho mọi người
đều có một cái sự nghiệp, cũng coi như là cái sự nghiệp của Princess Lifestyle cũng như là của mọi người. Chẳng hạn là những người mà có free time hoặc là mấy người có thời gian đó thì họ có thể là tham gia vô cái CSL đó thì bán dược thảo của công ty. Họ cũng có thể là không cần carry cái sản phẩm gì cả mà họ cũng làm ra cái lợi nhuận cho họ. Thì chẳng hạn là quý vị nào mà bán được một cái dược thảo trong đó nó có một cái số gì của quý vị đã giúp công ty bán, nhưng mà nó đi qua cái công ty mà CSL đó thì tự động đó thì cái CSL sẽ gửi những gì mà quý vị bán được đó thì từ cái công ty đó gửi tiền trực tiếp cho mọi người. Cho nên là CSL là một cái trung gian mà đứng ra đại diện cho công ty chúng tôi mà để giúp cho quý vị tạo một cái cơ hội để bán dược thảo của công ty, và cũng coi như là cái lời chia commission đó thì cũng từ cái CSL mà gửi tới cho quý vị vậy. Trực tiếp luôn, nhanh chóng, dễ dàng. Tất nhiên rằng là cái thuận lợi trong cái vấn đề này, cái công ty CSL mà anh mới vừa nói đó, họ có một cái mạng lưới rộng rãi. Đúng vậy. Thì nó tạo ra cái nhu cầu khách hàng nhiều hơn. Thì quý vị muốn biết thêm chi tiết gọi cho công ty sẽ hướng dẫn quý vị. Và nếu quý vị có những người thân bạn bè ở những quốc gia, thí dụ như ở Pháp, ở Úc, ở Italy, vân vân, muốn... Đây là ngay ở Việt Nam. Việt Nam nữa, đúng. Việt Nam bán đó, hàng online, rất chuộng về dược thảo nữa. Thành thử ra là đúng, Lumi Linh nói là nếu mà ở bên Việt Nam mà ai giỏi đó, mà tham gia cái chương trình này nữa thì cái chuyện mà làm business cũng rất là dễ dàng, thuận lợi. Ngoài ra nữa, tôi muốn bổ sung thêm nữa đó. Chẳng hạn là bây giờ mình có thể mình đi ba cái giai đoạn luôn. Chẳng hạn là em là cái người mà đứng lên, em có thể recruit được ba level nữa. Cho còn thì là mỗi một cái người coi như là có 10% trong cái commission đó. Chứ mà ngoài ra thì chẳng hạn em recruit 1-2-3 người đó thì em vẫn là cái người đứng lên mà recruit. Thì em cũng có cái lợi nhuận trong cái ba cái member đó. Tức là ba cái người member đó mà nếu mà bán mà được lợi nhuận gì mình cũng có thể được. Đúng. Commission em từ họ. Em cũng là cái người mà coi như là recruit đó. Em cũng có commission trong đó luôn. Cho nên thì cái đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mọi người là có một cái chắc là một cái sự nghiệp nhỏ nhỏ, hoặc là cũng nhiều người làm ra cái đồng tiền rất là lớn em. Chẳng hạn cũng là tùy theo cái quan hệ với cái khả năng của mình thôi. Cái đó là nếu mà mình có cái khả năng đó thì cái đó là không có hạn chế em. Cái đó là một cái cơ hội rất là tốt cho quý vị. Tức là mình chỉ take order thôi. Mình take order, mình send order về công ty. Đúng vậy đó. Chứ mình không, thời xưa thì mình muốn, một người muốn trở thành đại lý thì họ phải mua hàng, họ tổ tồn, họ giữ lại. Đôi khi không có điều kiện tại vì phải mua nhiều. Nhưng bây giờ mình chỉ cần lấy cái order mình chuyển cho công ty thôi, rồi công ty sẽ trực tiếp ship đi cho người khách hàng. Đúng rồi. Và bên cạnh là mình nhận cái phần tiền lợi nhuận về phía mình. Đúng rồi. Chẳng hạn tôi muốn bổ sung cho nó kỹ càng nữa. Thì chẳng hạn là em là cái người member phải không? Em là từ mà em có cái account đó thì mỗi một cái order em mua rồi em gửi cho công ty đó, em có cái coupon là của em. Thì trong đó bao nhiêu là bao nhiêu hàng bao nhiêu đó thì không phải là mình cái tiền mình không phải là từ một tháng hai tháng mình mới trả cho cái người bán đâu. Chẳng hạn là bây giờ em là cái account của em bao nhiêu rồi, chẳng hạn em tới 100 đồng hoặc là tới 50 thì tự động cái người thứ ba cái công ty tướng cho mình nó sẽ tự động gửi cái check cho em rồi. Chứ không phải là công ty mình gửi đâu. Cho nên thì có cái người đứng lên trung gian thì mỗi một hàng tháng đó thì chúng tôi deposit cái tiền vô cái account của mình thì họ tự động mà lấy cái tiền của mình nó gửi tới cho tất cả mọi người nó bán thuốc của công ty như vậy. Như vậy sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn. Đúng rồi. Thưa anh. Đó, thành thử ra ai cũng vậy, muốn mình làm một cái công việc nào đó thì muốn nhận cái sự đền bù nhanh chóng. Đúng rồi. Nhất mà có thể. Thành ra quý vị có thể liên lạc công ty để biết thêm chi tiết về hai chương trình mà chúng tôi vừa mới giới thiệu. Thứ nhất là chương trình mà quý vị có thể tự làm label những cái loại thuốc nào, những cái công thức thuốc nào mà công ty có để mà quý vị tự làm business của riêng mình, chính cái tên tuổi của công ty mình, build dựng cái sự nghiệp. Thứ hai là cái chương trình sell phát triển đi khắp mọi nơi, quý vị cũng có thể kinh doanh mà cùng với nhiều người, bạn bè
người thân có thể kinh doanh với nhau từ các quốc gia khác nhau lại là một cách thêm xin thêm lợi nhuận nữa. Thì một lần nữa xin quý vị vào website của công ty để biết thêm chi tiết, đó là www.princessfly.com hoặc là gọi trực tiếp cho công ty ở số 1-800-990-8319. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lại ngay. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.